Bây giờ có một vị sư này mà ông đi, mà ông đi chân không không quý vị, nó nổi tiếng lắm, đi chân không, ông đi từ Bắc ra Nam, đi không phải đơn giản quý vị. Cái tâm này kinh thiệt chứ không phải chuyện giỡn. Bây giờ bắt những đức mà đi chân không ở đây thôi, đi một chút đi cũng không nổi, nóng nó. Cái bàn chân của mình mà trở thành mặt hoa da phấn mà. Bước một cái xuống nóng cái là nóng không đơn giản, đúng quý vị? Đâu có đơn giản đâu. Thử đi, bị đi mà nắng đây, khúc quên xung quanh chùa này, bị đi một chút thôi coi, đi chân không đi rồi biết. Vì mà ông đi chân không từ Bắc ra Nam, cái này cũng quá vi phạm, đúng quý vị? Đúng là mình phải công nhận là mình phải tán thán, phải hết sức là tán thán. Nhưng mà mấy người làm theo được, hiểu không? Chúng ta có thể hết lòng mà tán thán, nhưng mà Nam Mô A Di Đà Phật, xin thầy, thầy đi đi, con không có đi. Đúng quý vị, vô đi bây giờ cho đức chuyển qua hướng như đức này. Thầy có một cái tấm nguyện, chắc thầy phải buông bỏ hết chùa chiền để đi khắc thực, đi chứ không từ Vũng Tàu đi ra biển Vũng Tàu. Kiểu này cho mấy bạn thử đi theo thiệt, tại bạn gần quá phải đi chứ không vậy chứ nghe. Nhưng mà nói từ Vũng Tàu mà thầy đi ra tới ngoài Bắc, Nam Mô A Di Đà Phật, tán thán thầy, nhưng mà thôi thầy đi mình đi. Bây giờ như đức hỏi quý vị, nếu như một cái pháp tu của Đức Phật khi Đức Phật còn tại thế mà chỉ có một mình Đức Phật đi khắc thực mà không có một đệ tử nào đi theo, vậy thì pháp tu này Đức Phật có thể nêu lên được không? Không được, không được. Hiểu chưa? Nhưng mà đi Đức Phật đi đến đâu cũng có 1250 vị tỳ kheo để đi cùng đi với Đức Phật, mà toàn là những bậc mà không đơn giản chút nào, chứng quả không? Hay chưa? Nên nó đi đến đâu cũng độ vua quan, độ hết, làm cho ta phải tán thán cái tăng đoàn của Đức Phật. Tại vì sao? Vì cái pháp Đức Phật đưa ra đúng thờ, con người ta làm được. Còn bây giờ cái việc làm này mà giống như Đức Phật nhưng mà không ai làm được, thì thôi chúng ta cũng tán thán hết lời. Nhưng mà mấy người làm được việc này, hiểu không? Bây giờ như Đức hỏi quý vị nè, đây là một miếng đồng hũ. Ví dụ nghe miếng đồng hũ, miếng đồng hũ này chỉ có một mình thầy ăn được thôi con. Con nhìn chơi đi, các con ăn mới được đồng hũ này đâu. Đồng hũ này cắm vô cái gãy găng, ăn mới được đâu. Đừng có ăn, để mình thầy. Thầy có một bộ găng kim cang nghe con, đồng hũ cứng cái nào thầy cắn cũng được, nghe không? Là thầy ăn được thôi, con nhìn chơi đi. Cái pháp này quý vị có thấy thù thắng không? Những đức muốn đưa cho quý vị một cái pháp mà của Đức Phật dạy, mà Đức Phật đã chỉ điểm, Đức Phật đã dạy, mà mười phương chư Phật đều tán thán, mà quý vị giống như là cái miếng đồng hũ, những đức ăn được, quý vị ăn được. À, pháp môn Tịnh Độ, người thầy tu được, học trò tu được. Người thầy tu vui, học trò tu vui. Cái pháp này tại sao quý vị không nhìn? Bây giờ cái sự cao siêu kia chúng ta ngưỡng mộ, tán thán và đảnh lễ. Nhưng Nam Mô A Di Đà Phật, thầy đi mình đi, con không đi theo rồi đó. Sao đi sao nổi? Từ Bắc ra Nam đi chân không, ngủ thì ngủ nghĩa địa, ở đâu thì ngủ đó, đâu có đơn giản quý vị. Nhưng mà bây giờ quý vị có thể đi để mà đạt được đạo giải thoát thì cái này không được. Tại vì sao? Cái thời cuộc này nó không phải dùng cái pháp đó để đi vào mà lãnh ngộ hoàn toàn minh tâm kiến tánh thành Phật, không có làm được. Nhưng mà rất nhiều người, người ta dựa vào đó, người ta rất ngưỡng mộ quý vị, rất ngưỡng mộ. Nhưng mà quý vị ngưỡng mộ bằng cái không, tại vì ngưỡng mộ thì có làm được đâu. Cái pháp của Phật là ngưỡng mộ là mình phải làm được á, cái này mới là cái quan trọng nè, hiểu không? Nên mình là người Phật tử, một người sự tín ngưỡng phải có trí tuệ, tín ngưỡng phải có trí tuệ. Hãy làm sao nhìn cái thời đại phát triển để đem cái giáo pháp của Phật để áp dụng trong cái thời cuộc hiện đại, để mà mình làm sao mà con người ta ai cũng lãnh nhận được cái giáo pháp của Phật. Chứ nếu cái giáo pháp của Phật mà lẻ loi thì cái giáo pháp của Phật đâu có truyền bá rộng dữ gì quý vị,
quý vị thấy rằng Phật pháp đó, nó có khai duyên. Nên ví dụ như thờ Đức Phật Ba Vi một bát có ngủ gốc cây, khi đệ tử Đức Phật đi qua bên nước khác thì sẽ thay đổi, nhưng mà cái tâm giải thoát nó không có thay đổi. Nói quý vị nhìn chỗ này thôi thì quý vị thấy đạo Phật hay không? Hiện đại hóa, bổn thủ hóa. Hiện đại hóa có nghĩa là cái thời đại có phát triển cỡ nào thì đạo Phật vẫn là đi vượt thời đại, vì nó rất quyển chuyển, rất trí tuệ nằm ở trong cái cuộc sống. Hiện đại hóa, bổn thủ hóa là tượng Phật ở Ấn Độ qua Việt Nam thì làm tượng gương mặt giống người Việt Nam, qua Mỹ thì tượng Phật giống người Mỹ, qua Trung Quốc thì tượng Phật giống người Trung Quốc. Tùy vào ý thích của người nào muốn làm tượng hình sao thì Phật đều là dùng cái sự giải thoát để dạy họ như vậy. Thấy không? Thì thấy bổn thủ hóa chưa? Nên người ta bước đến, người ta nhìn tượng Phật, nó nói tượng Phật giống con giống tượng Phật. Thấy không? Hai bên nó kết hợp lại nhau nên thấy có ăn tình. Còn nếu mình nhìn một cái mình thấy tượng Phật bên Mỹ, người Việt Nam mà nhìn tượng Phật Mỹ, tự nhiên mình thấy giữa mình với Phật sao xa quá, không có giống nhau. Đó, nên từ nơi đó mà cái sự bổn thủ hóa của Phật pháp rất là hay. Nên chúng ta phải du nhập làm sao Phật pháp mà nó đi vào lòng người bằng một cách chuyên tải, nó phải gần gũi, đơn giản, bình dị và nhìn vào cuộc sống của người hiện tại đang bận bịu làm sao để đem ra cái giáo pháp dạy người ta, để cho người ta cảm thấy người ta được lợi ích với cái giáo pháp của Đức Phật dạy. Đây mới Phật pháp rất tốt, đặc biệt. Đúng không? Bây giờ ví dụ như bây giờ bản thân Những Đức không nói ai. Nếu như Những Đức đi vòng vòng như vậy, đi ngoài đường, không lẽ bây giờ tất cả Phật tử quý mến Những Đức phải bỏ nhà mà đi? Vậy thì không khác nào cái gia đình người ta sẽ bị ảnh hưởng làm sao. Nên mỗi cái nó đều có cái hay, nhưng cái sự tín ngưỡng của mình nó phải trí tuệ tín ngưỡng, được quyền cung kính đảnh lễ. Nhưng chúng ta không dám tán thán, vì tán thán là kêu người ta làm theo, nên cung kính đảnh lễ mà không tán thán. Còn tu pháp môn Tịnh Độ, cung kính đảnh lễ mà phải tán thán. Đúng không? Đó. Mình phải nhìn vào căn tính mình để mình coi cái giáo pháp của Phật á, trong 84.000 pháp môn, mình cung kính đảnh lễ nhưng mình không tán thán. Vì người ta không làm được, tán thán làm gì? Tán thán là nói ra đó. Quý vị con ngày nào như Đức cũng tán thán Tịnh Độ, vì người ta làm được, như Đức mới tán thán Tịnh Độ. Thấy không? Này là cái quan trọng á. Quý vị học Phật mà nắm được gì thì quý vị rất là thông minh. Đặc biệt cái cuộc sống quý vị, vì gặp ai quý vị cũng là người thông minh. Gặp bất cứ tầng lớp nào quý vị cũng nói chuyện được. Tại vì sao? Có gì đâu mà nói không được. Chúng ta gặp người ta nói nhiều thì chúng ta nghe. Khi người ta nghĩ nói thì mình nói được vài câu, mình nói không nói được thì thôi. Chứ mình ai mượn mình học Phật, mình hiểu biết rồi, người ta nói mình cũng đung vô mình nói để đụng đầu nhau làm chi. Ai thích nói nhiều mình ngồi nghe. Ai thích nói nhiều mình ngồi nghe vậy thôi. Thí dụ như bây giờ chùa này, chùa của mình mỗi ngày giảng pháp đi, mình nói ví dụ như Hòa Thượng này thỉnh một vị cao tăng nào ở đâu đến đây giảng cho quý vị nghe. Thí dụ như có vị này ở đâu mà cũng huynh đệ Hòa Thượng, ví dụ đi, bậc cao tăng gì đó, tự nhiên xuất hiện ở chùa mình giảng. Thì khi vị đó giảng xong, Những Đức sẽ nói với vị vài câu Những Đức nghĩ nói. Tại vì sao? Vì người ta giảng rồi, thôi mình nói vài câu, mình với nhau gặp nhau hoài, bữa nào nói sao hay hơn là mình cũng đi nói làm chi quý vị. Mình còn thời gian dài mà lo gì, hiểu không? Đâu có gì đâu. Còn Những Đức nghĩ rằng quý vị mỗi người có góc độ học tập, quý vị thấy cái nào phù hợp được tốt quý vị học, còn cái nào quý vị thấy không được tốt quý vị có quyền từ chối. Quý vị đều là người có quyền Phật pháp, vì phải nhớ rằng cái giáo pháp của Đức Phật là một cái giáo pháp rất bình đẳng, cái giáo pháp rất là tự do dưới một cái hình thức là trung lập, tự do đến mức gọi là trung lập, chứ không có bắt buộc quý vị à, không có bắt buộc. Bây giờ tất cả Phật tử đi về chùa, có ai mà Những Đức bắt buộc bị về đây không? Điều là nêu cái điều tốt đẹp, quý vị đi về đây tự nhiên mà. Và quý vị cũng có cái quyền quyết định của con đường đi của quý vị. Nên cái giáo pháp Đức Phật, nên nói là Phật pháp là cái đạo hòa bình, hòa bình cho nhân loại, nó không có cái chuyện chống cháy với nhau quý vị. Còn có sự chống cháy là do lòng người, chứ cái đạo Phật là cái đạo hòa bình, không có lôi kéo, hiểu không? Đạo hòa bình.